nhiều vị cũng sống nhưng mà cái tiền nó làm khổ mình quá. Cái gì mình cũng nghĩ tới tiền mà mình quên cái tình. Mà đôi khi chỉ vì tiền mà mất tình mà mình vẫn chưa tỉnh. Vì tiền mất tình vẫn chưa tỉnh. Tại đó bây giờ nếu mình bị cái đó làm khổ mình thì mình lấy một cái câu thiền ngữ ra mình làm cái công án cho mình. Tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng bởi người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Mình ghi cái câu thiền ngữ đó ra.